bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi đúng thêm hai người có đòi được không? Dẫu thì nhiều người thêm quanh hiu trong vắng khi nghèo, lời nói yêu thương này trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời tránh sao không vừa tay hơi, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao JBL Hoàng Mai. Trong một vài vừa qua thì em Cao cũng bị cúm các bác nhá. Cho nên cố gắng ngày hôm nay lên review sản phẩm và một số các clip khi em Cao, các bác đã đặt hàng bên em Cao thì em Cao sẽ chưa quay được clip hàng lên đường và đóng gói cho tất cả các bác, thì mong tất cả các bác thông cảm. Ngày hôm nay em Cao muốn giới thiệu đến tất cả các bác dòng một dòng lap Ruben 10.000 quy, hàng lai lưu, hàng còn cả thùng xốp các bác nhá, hàng chính hãng, hàng công ty tại Việt Nam. Cho nên là các bác cũng đừng hỏi phải sợ là lọ chai. Thì ngày hôm nay em giới thiệu đến tất cả các bác một model, đó là model 10.000 quy và còn nguyên cả xốp sách, giấy tờ, sách vở, và cũng vẫn có cả một số hàng bãi, hàng lướt vẫn còn nguyên xuất sắc các bác nhá. Thì bác nào quan tâm từ cái dòng sản phẩm này thì hãy alo em Cao để có giá tốt nhất trên những model 10.000 và cực kỳ gọn nhẹ. Thì ngày hôm nay về cũng khá là lâu lâu rồi đấy, nhưng mà ngày hôm nay em Cao mới có để dịp để giới thiệu đến tất cả các bác một dòng sản phẩm mà quá nổi tiếng, phải nói rằng hàng top đầu trên thế giới. Chúng ta đánh JBL thì cũng hết nước chấm luôn, tinh sạch gọn nhẹ, một viên hai tác dụng. Dòng đó là cái dòng đẩy 4 kênh Make in Thụy Điển các bác nhá. Xin mời tất cả bác cùng em Cao chiêm ngưỡng một chút về cái sản phẩm 10.000 quy. Đầu tiên thì các bác hãy nhìn những quyển sách nó còn mới cáu nhá. Các bác nhìn thấy không ạ? Nguyên sách vở mới cáu, ok. Em rút cái này ra cho anh. Ok. Em nuôi cái xốp này ra. Em cho ra, em dỡ ra. Cái dòng sản phẩm này gần như là đời chót của Thụy Điển rồi. Còn nếu mà còn đời mới hơn nữa thì chắc là phải Make in Thái Lan rồi các bác nhá. Cho nên là các bác chú ý, nếu như các bác nào muốn sở hữu những dòng sản phẩm 10.000 quy tình trạng còn cả hộp xốp này thì hãy liên hệ em Cao. Và tình trạng thì gọi là lai lưu, hàng trưng bày các bác nhá. Đó, các bác hãy nhìn đó. Còn nguyên cả tem. Đấy. Nguyên của tem của nhà hãng các bác nhá. Cho nên là các bác lưu ý là các bác cực kỳ yên tâm khi sở hữu những cục dòng sản phẩm này. Và date của nó là 2019. Thì các bác quan tâm thì hãy liên hệ cả em Cao và không trình bày nhiều với cái sản phẩm này. Đấy, 2019. Đó. Kể cả những con 2018 của em Cao thì nó cũng tuần thứ 43 rồi, thì cũng chuẩn bị sang 2019 rồi, giá cả không khác nhau. Cho nên một lần nữa, bác nào quan tâm thì hãy liên hệ cả em Cao. 4 kênh 1.300W ở 8 ôm và 2.300W ở 4 ôm. Cái dòng sản phẩm này thì em Cao đã bán khá là nhiều ngay từ những ngày đầu rồi. Cho nên là thật sự ra quá nhiều các model mà em Cao về, cho nên không kịp giới thiệu đến tất cả các khách hàng yêu quý của em Cao. Tình trạng xuất sắc và hàng được bảo hành 1 năm tại hãng các bác nhá, cho nên các bác yên tâm về cái dịch vụ của bên em Cao. Đó. Xuất sắc luôn, lai lưu còn cả hộp. Còn nếu như bác nào muốn khám phá cả nội thất thì hãy alo em Cao, Cao sẽ tháo nội thất luôn. Khi các bác chốt cọc, em Cao sẽ cam kết với tất cả các bác rằng em Cao sẽ tháo luôn nguyên tem của nhà hãng các bác nhá. Bác nào quan tâm từ cái dòng sản phẩm này thì hãy alo em Cao. Và nó là xuất sắc, lai lưu luôn.
đó, nguyên sách vở giấy tờ, nên chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu quá nhiều về cái sản phẩm bảo được bảo hành tại hãng 15 các bác nhá. Đó, một kênh sản sinh 1300W ở 8 ohm và 2300W ở 4 ohm. Đó, ok, bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao. Có rất nhiều các model, những dòng đầy mà các bác có thể lựa chọn bên em Cao ở 14.000, cũng xuất sắc, còn có nguyên cả hộp các bác nhá. Đó, Martin Power Shop K2, em Cao khá là nhiều mixen, một clip nhẹ nhàng, và hôm nay em Cao cũng còn rất là mệt, cho nên nói sơ qua một chút, và các bác có thể liên hệ em Cao về những sản phẩm mà khi em Cao cung cấp cho tất cả các bác, rất nhiều các thứ sản phẩm em Cao đang cung cấp cho tất cả các bác, bàn mixer, cốt số, rồi những cái dòng Equalizer DL370, BSS, đó, khá là nhiều những dòng sản phẩm em Cao cung cấp cho tất cả các bác, nhất là những dòng L-Acoustic, những mảng mới mà những mảng mà các bác đã nghiện ngập rồi, sâu thì cái dòng này thì chúng ta sẽ hàng hiệu không review nhiều các bác nhá. Ok chưa ạ? JBL thì em Cao đang sở hữu khá nhiều các model full đơn, full đôi. Đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao theo hai số điện thoại in trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Đừng quên, bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao JBL Hoàng Mai. Đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like các bác nhé. Buồn sao.